Xin chào tất cả các bạn nhé Hôm nay mình lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một nô sầu riêng Phải nói cực kỳ đẹp luôn Cực kỳ đẹp Có cái tổng diện tích là 1h4 nhé 1h4 à, Có khoảng là 120 cây sầu riêng thế này nhé sầu, sầu riêng năm thứ 10 như thế này Và ngoài ra thì còn lại là bốn xào đất chủ nhà đang trồng hòe nhé các bạn nhé Đang trồng hòe và sầu riêng này đặc biệt rằng là cái địa thế rất là kín gió các bạn nhé, rất kín gió. Đây như các bạn nhìn thấy này, nhìn cái tán và cái cành. Đấy, nhìn cái tán, cái cành này là các bạn đã biết rằng cái vườn sầu riêng này có kín gió hay không nhé. Và điều đặc biệt rằng là cây sầu riêng thì chủ nhà làm cành, làm tán rất là bài bản nhé. Đây cũng mới cắt vừa rồi, bây giờ cắt cũng đã xong xuôi hết rồi các bạn nhé. Đã cắt xong xuôi hết rồi. Và cây á, đây các bạn nhìn thấy này Cây thì 10 cây như 10 Đây các bạn nhìn thấy địa thế đất này Đấy, địa thế đất Thì địa thế đất này là thoải thoải các bạn nhé Thoải thoải, đấy Và nô đất đây thì bám mặt tiền bê tông là 100, uh, 5 đến 60 m mặt tiền đường bê tông các bạn nhé Như vừa rồi là mình có chia nhà uh, Vừa rồi là chủ nhà có chia sẻ là uh, 120 cây sầu này chủ nhà thu được hơn 20 tấn các bạn nhé Hơn 20 tấn sầu các bạn Đấy thì các bạn cứ nhìn thấy nếu mà các bạn làm sầu chuyên nghiệp Thì các bạn nhìn cây này thì các bạn có thể đánh giá được một cây này nó sẽ khoảng bao nhiêu tạ các bạn nhé Cây rất là đều cây luôn 10 cây như 10 Ở đây thì mình thấy rằng là cái vị trí đất ở chú bột rông thì là rất là tốt các bạn nhé Rất là tốt và và nốt này thì có cái địa chỉ thải xã Gia Gà nhé Huyện Chu bột rông các bạn nhé Đấy sầu rất là đẹp các bạn nhé và ở đây thì chủ nhà đã Nắp đặt hệ thống tưới tự động nhé vào gốc một gốc là bốn đấy nhé một gốc là bốn bếp hệ thống tự động đã làm bài bản và trên đất thì có một cái căn nhà nhé căn nhà hiện tại chủ nhà cũng đang ở Đó, đang ở mình phải công nhận rằng đây là một cái miếng vườn sầu riêng chủ nhà làm rất là bài bản nhé rất là bài bản rất là kỹ các bạn nhé đấy các bạn cứ nhìn này Vườn sầu riêng rất là đẹp luôn Tán cảnh rất là đẹp Và bên kia Bên kia thì cũng có một một hét bảy Cạnh vườn nhà này luôn Cũng là, là là, là, ông, ông, ông anh ông em gì đó Là bên đấy là có một hét, bảy Mà các bạn mà có thiện chí mua thì có thể gộp lại hai miếng thành 3 hecta mốt các bạn nhé 3 hecta mốt Cái miếng này thì chủ nhà đưa ra là 3 tỷ Đây là con đường bê tông nhé Con đường bê tông này thì dân cư ở đây cũng mới đổ các bạn này dân cư mới đổ đất nhà này thì bám đường bê tông khoảng 50m nhé 50m và